Lê Khôi Audio xin kính chào tất cả anh em đang đến với kênh YouTube của Khôi. Và hôm nay Khôi sẽ giới thiệu đến anh em một siêu phẩm cặp loa đến từ Mỹ. Và xin phép anh em là hôm nay Khôi gọi siêu phẩm tại vì nó đạt được các yếu tố như là hiếm có này, sang trọng này, và bên cạnh đó là rất là hay. Thì đó là cặp loa Bojack đến từ Mỹ anh em nha. Thì cái model này cực kỳ hiếm có luôn. Thì tí nữa Khôi sẽ bật mí với anh em là model gì nha. Còn bây giờ thì Khôi sẽ quay cái ngoại hình để anh em xem trước, rồi sau đó thì Khôi sẽ tháo luôn cả cái cụ để anh em cùng xem nha. Rồi đây anh em, mình đang xem từ xa cái hình thức về cái cặp loa siêu phẩm này. Đây nè, không thể đẹp hơn, phải dùng một từ là không thể đẹp hơn. Đây, cái cặp loa này được hãng sử dụng cây gỗ rất đẹp anh em. Cái vân gỗ nhìn ngoài rất đẹp anh em. Đây, Khôi đang quay ở nhiều góc cạnh khác nhau để anh em cùng xem ha. Cái vân gỗ phải nói là quá đẹp anh em ha. Đó, đây Khôi đang quay chi tiết anh em cùng xem này. Thật là không thể tin được ha, quá đẹp. Quá đẹp anh em. Đây Khôi đang sửa lại cho anh đẹp tí. Đó, anh em nhìn ha. Quá đẹp, thùng góc vuông cần anh em ha. Không khác gì một cặp loa mới sản xuất. Nói chung là tuyệt vời. Rồi ok, tiếp theo thì cặp dòng Bojack này được thiết kế là lưới kim tuyến anh em ha, kim tuyến. Và đặc biệt là đây là cặp loa chưa dịch e căng nha. Chưa dịch e căng luôn. Còn rất mới rất đẹp nha. Còn rất mới rất đẹp. Nói chung là và có một cái điểm nữa, cặp loa này là cặp loa series cách nhau chỉ hai số thôi. Anh em thấy nên là hai cái thùng nó gần như là tuyệt đối anh em ha. Hai cái thùng này gần như tuyệt đối là giống nhau. Đó là cái điểm cũng độc đáo để anh em lưu ý và để sưu tầm anh em ha. Đó, ok. Rồi, thì nói chung là về ngoại hình thì không có điểm chê đâu anh em ha. Nói chung là đẹp tuyệt vời. Đây Khôi đang quay lại thêm một lần nữa thêm xem nha. Thì cái góc này này ở bên á thì ai đó có ý định là sẽ giật cày ra ha, nó cày ra như AR. Còn anh em muốn về thì từ tay mình thì mình sẽ cày ra nha. Đây mình đang xem lại cái lưới của nó ha, rất là đẹp, rất tuyệt vời đó. Anh em đang xem cẩn cẩn cái lưới luôn ha, rất đẹp, không có một vết chảy xước nha anh em. Nói về cặp loa này thì gọi là không có điểm chê rồi, đúng chất sưu tầm anh em nha. Rồi ok, bây giờ Khôi sẽ quay cái phần đít sau để anh em cùng xem. Và sau đó thì Khôi sẽ tháo cụ loa nha. Rồi, đây là cái mặt sau của cặp loa anh em. Thì anh em nhìn thì nó giống như AR, giống như các cái đời loa của AR bánh bò á nha. Tại vì nó là sử dụng đít cây. Đây, bây giờ Khôi sẽ đưa tới để anh em cùng xem là gọi là đít cây là cái gì nha. Đây, đây là gọi là đít cây anh em ha. Khôi đang dùng máy này, dùng điện thoại cho rõ. Đó, anh em thấy rất là đẹp. Các cái vân gỗ của nó còn rất là đẹp ha, hiếm có lắm anh em. Chỉ có thể là những cái cặp loa mà về từ Mỹ chưa qua sử dụng thì các cái vân này nó mới còn đẹp như vậy được nha, nó mới còn nổi lên. Còn nếu như mà theo thời gian mà điều kiện ở Việt Nam á thì những cái vân này nó sẽ chìm xuống nha. Rồi cái điện thoại nó hơi mờ tí. Rồi bây giờ Khôi quay luôn quả cái góc cạnh phía sau ha, rất đẹp anh em, không có điểm trừ điểm che nha. Đây Khôi đưa gần em xem này. Đó, rất đẹp, rất tuyệt vời luôn. Rồi đây các cái thông số của nó này, series A5273, còn bên này là A5271 anh em ha. Đó, 5271. Đó, bên này thì nó là in thẳng trên này luôn anh em. Đây anh em ha, đây. Đó, cái gì trên này này, đó. Và cái cặp loa này cũng cam kết với anh em là đúng 100% hàng từ Mỹ về anh em nha. Nói sai có để nhân dự và đền hoàn tiền cho anh em luôn. Đó. Rồi, thì cái model này cũng khá hiếm rồi, khá hiếm trên thị trường, hầu như không có mà đang tuyệt chủng. Thì chỉ có thể ship từ về Mỹ thì mới có cặp này anh em nha. Ok, bây giờ thì Khôi sẽ tháo cái nắp đít ra để anh em cùng xem luôn. Rồi, đây anh em, Khôi đã tháo ra hết tất cả rồi, để cùng quay cho anh em xem cái sự khủng khiếp của cặp loa này như thế nào anh em nha. Rồi, bây giờ Khôi sẽ đưa máy tới để anh em cùng xem nha. Đầu tiên là anh em xem cái bộ phân tần ha, quá khủng khiếp. Thì tại sao nó không hay được, nó là như vậy nha. Tất cả là còn đều nguyên bản nguyên zin ha,
anh em xem ha, nguyên bản nguyên zin. Đó, cô đang quay gần gần anh em xem rồi đó nha. Đó. Rất là khủng khiếp anh em nha. Nó có những cái thông số thế này. Rồi tiếp theo là mình vô em xem cái củ nha. Củ này là giống như củ ống bơ á nha. Đó. Đặc trưng của cái hàng này nó là như vậy nha. Đó. Rồi bát này, bát giấy. Đó. Ok, rồi anh em xem tiếp. Trong này thì có thêm cái mic. Đặc biệt là nổi bật lên trong cái hàng này là những cái mic nha. Bây giờ khỏi đưa máy bật đèn lát trên sáng em xem luôn. Anh em thấy cái cổ mic khủng khiếp không? Đó. Có bao giờ anh em thấy là những cái cặp loa mà có cổ mic như vậy không? Đó. Nó còn to hơn cả một cụ bát nữa mà. Nên cái tiếng mic của nó ra rất là kinh khủng khiếp ha. Đó nên mới gọi là dòng loa quý tộc là như vậy, nó ngọt ngào lắm. Nghe mic là lồng lồng luôn anh em nha. Rồi, ở đây là hai cái chép nè, hai chép. Nó là có cái miếng này nè, nó úp lại nha anh em. Khôi khôi tháo nó rồi nè. Đó, đây là hai cái chép. Đây, đưa máy quay sợ cho em xem luôn. Đó, hai cái chép. Khi nào thì tất cả các cái dòng loa vô jack thì cũng đều có hai cái chép. Nó là được thiết kế nó như vậy nha. Đó, rất là khủng khiếp. Chép nó cũng vậy anh em ha. Cái cụ rất là to. Rồi, ok thì đó tất cả là khối đời quay hết anh em xem rồi đó nha. Rồi, anh em yên tâm để chốt hàng nha, rất rất là khủng khiếp. Đó. Rồi. Và theo cái tìm hiểu của Khôi thì đây là một trong những cái dòng rất là cao cấp nha. Cái model này khá cao cấp. Đó. Và hiếm có trên thị trường luôn. Đó. Vì cái mức giá cho cặp loa này cũng quá tầm thường. À, nên là thật sự là anh em nào may mắn có duyên sở hữu được cặp loa này thì cũng rất là đáng là đáng quý anh em nha. Rồi ok. Bây giờ thì Khôi sẽ test chất âm, anh em cùng nghe thử.
Rồi, Khôi xin phép kết thúc clip test chất âm ở đây. Thì như Khôi đã nói những cái clip trước, thì test đó là mục đích chủ yếu là mình anh em ở xa biết được là cái cặp loa này nó đã hát hò nghiêm chỉnh. Thứ hai, mình có thể hình dung một phần nào đó về cái chất âm này. Còn nói chung 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 về cái dòng loa Bozak thì nó quá nổi tiếng rồi, nó là thuộc cái dòng loa sang trọng và quý tộc anh em nhé. Rồi thì anh em nào chưa từng chơi mà đang yêu thích thì alo trực tiếp cho Khôi để Khôi tư vấn thêm về cái dòng loa này để anh em lựa chọn cho nó hợp với túi tiền và hợp với tai nghe. Còn về cặp loa này thì có cái mức giá cho anh em chơi là 25 triệu 500 nghìn đồng nha. Thì anh em nào yêu thích thì liên hệ với Khôi để sở hữu, tại vì đây là cái cặp loa rất là quý hiếm nha, cặp loa rất là quý hiếm, hầu như là không có trên thị trường mà nó thuộc dạng là sưu tầm, loa này về từ Mỹ anh em nha. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều và chúc tất cả anh em một ngày mới tốt lành. Anh em nhớ đăng ký kênh để cập nhật mới nhất, nhanh nhất những cái clip, những sản phẩm mà Khôi đã đăng tải hàng ngày anh em nha. Xin chào và hẹn gặp lại.